Thưa quý vị và các bạn, thực hiện kết luận số 43 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các địa phương trên địa bàn tỉnh đã vào cuộc một cách quyết liệt trong việc thu gom, xử lý rác thải nông thôn. Thế nhưng tại hầu hết những bãi rác thải nằm trên địa bàn giáp ranh giữa các xã thì tình trạng ô nhiễm môi trường vẫn diễn ra khiến người dân rất bức xúc. Trong khi đó thì chính quyền địa phương lại gặp rất nhiều khó khăn trong công tác quản lý đối với những bãi tập kết rác thải này. Phản ánh sau đây của phóng viên thời sự. Đã nhiều ngày nay, người dân ở thôn Trung, xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên không khỏi bất bình vì một số lượng lớn rác thải công nghiệp đổ vào khu nghĩa trang nhân dân của thôn. Cái này thì báo cáo với các anh là cũng rất là manh động, và người ta tìm những cái thời điểm có thể là tối trời hoặc là mưa gió người ta cũng vào người ta đổ. Cũng trong một thời gian dài ở tại khu tập kết rác thải của thôn Kim Tràng, xã Việt Lập, huyện Tân Yên, lợi dụng nơi giáp danh của các xã Ngọc Lý, Nghĩa Trung, Việt Lập, một số đối tượng đã ngang nhiên đổ trộm rác thải công nghiệp vào nơi tập kết rác thải của thôn. Có lúc đổ bưởi rồi tôi lại phải mang cái cào, tôi cào xuống dọn, coi như là rất bức xúc và rất là thối. Đấy, kia tôi cứ ấy được tí nào tôi lại đốt lấy. Nói chung là những các lơi như là đám cưới, đám xin là ở các lơi cũng đổ về đây. Do lượng rác thải nhiều, trong khi đó việc xử lý lại chủ yếu là đốt thủ công, nên ảnh hưởng lớn tới đời sống sinh hoạt của người dân trên địa bàn. Lo sợ nhất là ô nhiễm nước các thứ này, đốt này nó bay vào nhà tối đến không ngủ được, hôi lắm. Nếu mà làm bãi rác ở đây thì yêu cầu để mà xây bãi rác lên mới cho đổ, còn cứ đổ linh tinh như thế này những người xung quanh để ngửi hết. Ông Đồng Văn Nam, trưởng thôn Kim Tràng, xã Việt Lập cho biết, vì bức xúc trước việc đổ trộm rác thải, một số người dân trong thôn đã làm rào chắn, thế nhưng vẫn không hạn chế được tình trạng đổ trộm rác thải. Có một số đối tượng là dùng xe tải là chở rác ở một số nơi khác đến là đổ ở khu vực bãi rác của mình đây, và có một số xe là ngăn cản, như là họ không chấp hành, là họ có thể là đổ ngay ở ngoài cổng. Một bên là Nghĩa Trung, một bên là xã Quế Nham, bên Nghĩa Trung của huyện Việt Yên. Thế có những cái trường hợp là người ta chở từ nơi khác đến, người ta chở đêm, cho nên là cũng không quản lý được. Trong khi các cấp chính quyền và người dân đang nỗ lực trong việc xử lý vấn nạn rác thải nông thôn, thì một số đối tượng đã lợi dụng địa bàn giáp ranh giữa các địa phương để đổ trộm rác thải. Đây cũng là một trong những nguyên nhân dẫn tới nhiều bức xúc đối với người dân sinh sống tại các khu vực này. Chừng nào vấn đề này không được chính quyền các địa phương thực hiện một cách nghiêm túc, thì việc xử lý ô nhiễm môi trường tại những bãi rác thải giáp ranh vẫn còn khó thực hiện. Và không ai khác, chính người dân sẽ phải hứng chịu hậu quả từ những bãi rác này.